Bốn củ có gói phim cách nhiệt nào ngon không cu? Ai là cu với ông? Mà bốn củ đòi đi dán phim cách nhiệt á? Mà lại đòi ngon á? Làm gì có? Đấy là người ta nói thế thôi chứ còn cứ alo cho em Hưng thì có ngay gói phim cách nhiệt. Bốn củ là có ngay phim gói phim cách nhiệt ngon cho anh em nhá. Hôm nay lên cho anh em một gói phim cách nhiệt ở cái tầm phổ thông. Mà nói là phổ thông thôi nhưng mà so giá thành với lại một số dòng phim cách nhiệt khác ấy, thì con này nói chung là cực kỳ ngon, cực kỳ tốt và bảo hành cho anh em tận 10 năm anh em nhé. Đấy, thì đây là một chiếc xe Enzym MGZS thì bên em đang tiến hành bóc cái phim cách nhiệt cũ đi và dán lại phim cách nhiệt mới. Xe này thì đang chuẩn bị tiến hành dán cái phim cách nhiệt Neiko của Hàn Quốc. Đấy, gói này thì hiện tại đang có giá là 4,5 triệu. 4 củ rưỡi thì chiết khấu cho anh em thì chỉ có tầm 4 củ thôi là anh em đã trang bị ngay được một gói phim cách nhiệt ngon bổ rẻ mà bảo hành cho anh em 10 năm, chỉ số ngăn cản tia hồng ngoại lên hơn 90%. Đó, ngăn cản tia UV 99%. Đây, còn phim cách nhiệt nguyên bản của xe đây. Đó, thì anh em nào muốn dán những cái gói phim nào ngon bổ chất lượng giá cả hợp lý thì alo ngay cho em Hưng anh em nhá.